Chào các bạn trở lại kênh Cuộc Sống Thông Quê Miền Tây. Giờ là 3 giờ sáng nha các bạn. Nên ra coi ông anh với bà chị dở lú mưa nha các bạn. Các bạn xem coi lú ở này có trúng không nha các bạn. Dở được mấy cái nha các bạn. Mấy cái được cá mồi không à? như cá mồi không? Chạy cá mồi này trúng cá mồi các bạn, cá lóc là không có nha. Mới thầm chục cái rồi, chục cái được nhiêu cá. Rồi, các bạn xem kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Dở cũng mau anh. Con có bả với mấy sau kéo cái đò được. Mấy cái lắm mình cũng
chị có bắt không? Bắt được khúc. Bắt bự không? Mới mới chét ha. Mời em sớm để ốc. Ồ, tao đẩy nhóc hết trơn. Ngon tới 10 giờ mấy lần đẩy. Làm chục bánh. Chục về đâu đẩy nữa. Mày đẩy gì đó đó. Mấy được từ nay nữa. Hôm nay chắc hết đồng. Đẩy gì đó đó. Đây có hết đâu. Hồi bữa có cá lóc rồi các bạn, bữa nay không có nữa các bạn. Đây có rô rồi, có cái sặc. Cá mồi không các bạn. Gọi chung sáng rồi. Rồi chào các bạn xem video thấy hay các bạn chia sẻ bấm đăng ký giùm mình các bạn. Có cá lóc cá gì cảm đâu. Cảm ơn các bạn nhiều.